mời cộng đoàn cùng lắng nghe hạnh các thánh ngày 3 tháng 2. Thánh Lacio, giám mục tử đạo 316. Thánh Angario, giám mục 801 865. Lacio là con người thánh thiện, nổi bật trong những người cùng trang lứa lúc bấy giờ đang sống ở làng quê của ngài. Với tính tình khiêm nhu, đơn sơ và lòng đạo đức trỗi vượt, thánh nhân đã được mọi người yêu thương, quý mến, kính trọng. Do đó họ đã đồng thanh đề cử ngài lên chức giám mục thành xe bát tê thuộc xứ Armenia, nước Thổ Nhĩ Kỳ. Trên ngài tòa giám mục, thánh nhân đã hết lòng yêu thương đàn chiên và luôn chứng tỏ ngài là vị mục tử nhân lành đến cho đàn chiên được sống và sống dồi dào. Ngài củng cố lòng tin của đàn chiên và yêu thương từng con chiên một. Tuy nhiên, vào năm 320 đến năm 324, Ly Chi Mi Úc ra lệnh bắt bớ đạo chúa và tiêu diệt chủ chiên hầu làm cho đàn chiên tan rã. Đây là chính sách rất thâm độc của Li Chi Mi Úc. Bị truy nã gắt gao, Thánh La phải bỏ tòa giám mục trốn lên trên rừng vắng xa xôi, tránh cơn bắt bớ thảm khốc của Li Chi Mi Úc suốt ngày đêm cầu nguyện và tâm sự cùng Thiên Chúa. Cuộc bách hại đạo Chúa càng lúc càng gia tăng. Đàn chiên tan tác, đau khổ, chạy tán loạn như gà con mất mẹ. Thánh La bị truy lùng càng lúc càng gắt gao, tổng trấn Aricola cho quân lính bủ vây khắp nơi, lùng sụp mọi chỗ, nên họ đã bắt được ngài và đem về bỏ tù, giam cầm trong ngục thất với trăm ngàn cực hình khốn khổ. Trong ngục tù, Thánh Lazio đã làm nhiều phép lạ rất lạ lùng cứu chữa nhiều người khỏi tật bệnh. Biết bao phép lạ của Thánh Nhân đã được các nước Tây Phương cũng như Đông Phương biết đến và trân trọng. Sau cùng, Thánh Nhân được phúc đổ máu đào làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh và giúp cho giáo hội Armenia bền vững. Angario là thầy dòng Benedicto sinh năm 801 trong một gia đình đạo đức, cha mẹ của Ngài luôn chỉ biết làm theo lời Chúa. Năm 823, Thánh Nhân được sai đến Nuvenco để phục vụ tin mừng của Chúa. Được sinh ra trong một gia đình có đời sống đạo đức, Thánh Angario lớn lên và tiến triển mau lẹ trên đường nhân đức. Thánh Nhân, gia nhập dòng Benedicto và mau chóng trở nên con người gương mẫu trong đời sống tận hiến. Vì là con người đạo đức, thánh thiện, sáng trí và rất bề mực thước, Thánh Angario được trao giữ nhiều chức vụ quan trọng khác nhau ở các nước Đan Mạch, Thụy Điển và ở Lê Quynh. Thánh Angario có một đời sống gương mẫu, trỗi vượt sáng chói về sự thánh thiện và có tài điều khiển, tổ chức. Do đó, giáo hội đã cất nhắc ngài lên chức giám mục thành Haber vào năm 831 và năm 847, thánh nhân coi sóc địa phận rê mê. Có tài, có đức, thánh nhân lại được tòa thánh bổ nhiệm làm khâm sứ tòa thánh ở tất cả các nước Bắc Âu là một giám mục một không xứ tòa thánh nhưng thánh nhân luôn sống đời sống khắc khổ khó nghèo của một thầy dòng benedicto thánh nhân luôn tin tưởng phó thác cậy trông vào chúa dù rằng kết quả chẳng được bao nhiêu qua những năm làm giám mục thánh angario không bao giờ chùn bước không bao giờ tỏ ra thất vọng bỏ cuộc thánh nhân đã gieo hạt tin mừng với tất cả nỗ lực cố gắng nhưng kết quả xem thấy chẳng được bao nhiêu thánh nhân luôn kiên trì phó thác cậy trông và vun đắp giáo hội Chúa Kitô làm cho giáo hội triển nờ, sinh hoa kết quả tươi tốt. Dù rằng không được phúc đổ máu làm chứng cho Chúa, nhưng Thánh Angario đã ra đi bình an trong Chúa vào năm 865 tại giáo phận Rê-mê với tâm hồn thánh thiện, thanh thản và hoàn toàn tin tưởng vào Chúa. Còn xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.